Rồi, chào anh em ha. Thì hôm nay thiết bị máy nhập khẩu của mình có một khách hàng đặt hàng mua rất là nhiều cái loại cái đầu kẹp mang ranh, đầu kẹp ngũ quan kích thước nhỏ ha, từ 0.3mm tới 4mm, từ 0.3 tới 6.5 và từ 1ly cho tới 10mm đây ha. Đó, thì mình đang soạn hàng chuẩn bị giao cho khách nên sẵn giới thiệu cho anh em luôn. Biết là mình ngoài những cái đầu kẹp ngũ quan mang ranh là lớn như là 13mm, 16mm, 20mm thì mình còn chuyên cắt một số cái loại đầu kẹp mang ranh kích thước siêu nhỏ ha. Đó. Từ 0.3 đến 4mm nè, kẹp rất là chuẩn xác luôn, những đối với những đường kính nhỏ ha. Đây thì đây có hai loại ha. Mình bán hai loại cơ bản. Đây là cái đầu kẹp mang ranh mini nè, thương hiệu INL nè ha. Đó, chuẩn là RT0 nè, khả năng kẹp là lớn nhất là từ 0.3 cho tới 4mm nè. Này là thép thường ha, này là chuẩn con là RT0 nè, kẹp là siêu chính xác luôn ha. Chuyên sử dụng trên những dòng máy khoan cầm tay là nhỏ, rồi khoan INL 100. Đó, thì theo đó đầu nó sẽ có một cái khóa siết như thế này, đó, rất là chắc chắn, không rơ lắc ha. Đó, ngoài ra thì mình có một cái hiệu khác cao cấp hơn xíu, cũng là kẹp từ 0.3 cho tới 4mm của thằng Nhật Bản này, mà in Japan ha. Đó, đầu này thì mắc hơn cái hồ INL khoảng 70.000 ha, hiệu là Yukiwa. Đó, khả năng kẹp cũng là 4mm nè, 4mm ha, chuẩn là RT0. Đầu này rất là xịn luôn, so với đầu INL thì nó mình thấy là nó, nước thép nó trong bóng hơn. Đó, thì theo nó thì cũng có một cái đầu khóa chữ chiếc cái khế như thế này ha, nhìn rất là chắc luôn. Đây là cái hộp của thằng đầu của thằng Yukiwa của Nhật nè ha. Đó, hộp màu đỏ ha, đây là Yuchet nè, Yukiwa nè. Đó, xuất xứ là da băng nè ha. À, đầu này sẽ năng kẹp lớn nhất là từ 0.3 cho tới 4mm, chuẩn RT0. À, bên trong nó sẽ có cái gỡ nó cho bạn xem luôn ha. Đây là cái nguyên nè. Nhật làm rất là kỹ ha, so với hãng INL và những thương hiệu Đài Loan khác. Đó, bên trong mình thấy đây, đó, sẽ có này nè, một cái khế nè, trong cái bọc ni lông nó còn nguyên siêu luôn nè ha. Đó, đây này, nãy mình khui ra, còn này mình chừa là để cho khách hàng thấy ha. À, mình giao hàng là hàng mới 100% nguyên siêu nè. À, nãy quay clip cho các bạn thì để tiết kiệm thời gian thì mình mở ra đó. Đây là nó có hàng bằng ni lông nhựa nữa ha, nó còn trong bịch nhựa luôn nè. Đầu khoan cũng vậy luôn, đó, cái đầu này cũng còn có trong bịch nhựa nè. Bịch nhựa này là nó có đã hàng mối rồi nè, mở ra là nó sẽ bị rách bịch á. Mình lấy mình mở hai cái ra rồi này, da băng nè, in da băng nè. Đó, ngoài ra là có cái men, cái hướng dẫn, cái tờ giấy nè, còn tiếng Nhật không, thông số nè, Yukiwa nè ha. Đó, toàn tiếng Nhật không, mình đọc không được đâu. Bên đây thì có tiếng Anh nữa. Tiếng Anh thì đọc đỉnh ha. Đó, real chất nè, cấu tạo đầu này, trục chính gắn trục chính ha, tắp bơ. Nói chung là những cái đầu này là đầu kẹp ngũ quan mang ranh loại nhỏ ha, kẹp rất là chính xác.
đối với những cái đường kính mũi khoan nhỏ ha, thì khi mình cái mũi nhỏ thì mình dùng những cái đầu kẹp mũi lớn như là 16 ly, 13 ml thì kẹp nó rất là rơ, rất là lắc ha. Có những mũi khoan như 0.5 nè, 0.3, 0.2, 0.6 rồi đó, mình sử dụng cái đầu kẹp mũi khoan mang ranh là 13 ml, 16 ml kẹp thì nó rất là lắc, không chính xác ha. Do đó thì nhà máy người ta sẽ ưu tiên xài những cái đầu kẹp mang ranh loại nhỏ như thế này, kẹp mũi nhỏ cho nó chắc chắn và nó dễ chính xác hơn ha. Đó. Cái đầu kẹp mang ranh 0-4 ml thì đem bán hai thương hiệu quá, chủ yếu là của thương hiệu IL đây. IL và hiệu Yukiwa của Nhật Bản ha. Đó. Nói chung là hàng Nhật thì đầu Nhật thì xài rất là ok nè. Ngoài ra những cái đầu lớn thì có bán cái hiệu khác như là hiệu Golden Show nè của Katika ha, và hiệu TNK. Đây đây. Này đầu 40 ml ha, 0.3 cho tới 40 ml, còn này đầu là 0.3 cho 6.5 ml nè. Đó, đầu loại thường. Mỗi đầu thì có cái mang ranh kèm cái phá chip kèm theo ha. Ở đây là cái đầu từ 0.3 cho tới 10 ml ha. Thì đây là những cái dòng đầu mang ranh loại nhỏ mà kiểu bằng chất liệu là thép thường ha, sử dụng trên sử dụng vật liệu là chất liệu là thép thường thôi. Còn nếu anh em nào muốn có cao cấp hơn thì mình vẫn có ha, đầu từ 0-4 ml, 0-6.5 ml, chất liệu là inox luôn, thép không rỉ, giá sẽ mắc hơn gấp đôi so với này ha. Thì trung bình một cái đầu 0-4 ml của thằng IL này tầm khoảng 700.000 ha. Đó. Còn hiệu của thằng Nhật Bản này, qua này thì nó mắc hơn, nó khoảng 800.000 một cái đầu 0-4 ml, hoặc là 6.5 ml thì chỉ rất là rẻ, nó rẻ nó chỉ có tầm khoảng 650 thôi cái như thế này ha. Nghịch lý cái đây là đầu càng nhỏ thì giá nó càng mắc ha, chứ nó phải là như bạn nói là đầu nhỏ sẽ rẻ đâu. Thì đầu nhỏ thứ nhất là gia công nó sẽ khó hơn nè, và nó cần độ chính xác hơn so với những đầu lớn ha, do đó thì giá thành đầu nhỏ nó cũng thường nó sẽ mắc hơn so với những đầu kẹp mũi khoan loại lớn ha, chứ không phải là nói là sao đầu nhỏ xíu mà nó mắc hơn đầu kẹp mũi khoan loại lớn, không phải. Càng nhỏ, nói chung là cái gì càng nhỏ nó còn giá nó càng mắc, vì thứ nhất là khó gia công, thứ hai nữa là trên thị trường nó rất là ít, và độ chính xác nó thông thường nó sẽ cao hơn so với những cái thằng đầu kẹp mũi lớn ha. Đó. Thì nãy giờ mình cũng giới thiệu sơ qua một số cái đầu kẹp mang ranh loại nhỏ ha, dưới 4 ly của thương hiệu IL cũng như là Yukiwa của Nhật Bản ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu báo giá hoặc là mua những cái đầu kẹp mang ranh loại nhỏ dưới 4 ly này hoặc 6.5 ly thì có liên hệ hotline 0975157412 ha, Mr. Xuyên. Thì đây mình có giao hàng toàn quốc ha. Rồi anh em có đừng quên đăng ký kênh ha, cũng như là chia sẻ video để có thể là giới thiệu cho nhiều người biết đến ha. Để mà khi ai có nhu cầu thì chúng ta sẽ có được cái thông tin về sản phẩm ha, cũng như gốc xuất xứ này. Đó. Thì ở đây thì mình, khi mình mua hàng của tại shop mình thì em yên tâm hàng là bao chất lượng luôn ha, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khẩu 100% từ Đài Loan và Nhật Bản, mình không bán nguồn gốc đại bà ha. Nếu mà cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ha.